Sau này á, hai người có cơ hội quen nhau. Cái ý nghĩa của cây dù này á, là muốn những cái lúc mà không có anh ở bên cạnh thì cây dù này nó sẽ thay thế anh là che chở cho em những lúc nắng mưa. Mở dù ra đứng che cho chị. Trời ơi, dễ thương quá. Dạ, em chép được hôn một cái ha. Trời quay hả? Yeah. Trời ơi, ở trong là sa ten hay là phi bóng vậy? Hôm nay em đi tới đây thì không nên nhắc tới từ bóng chị. Được rồi, chúng ta sẽ trò chuyện sau. Mời hai bạn nam hướng mắt về phía trước. Và bây giờ mời hai cô gái xinh đẹp của nhà gái. Wow. Wow. Wow, ngày hôm nay là nhà gái em là có giá lắm nha chị Tường ơi. Nhà trai có hành, nhà trai có hành. Bây giờ thì chúng ta sẽ đến với những thông tin từ những chàng trai của chúng tôi. Dạ. Chào em. Dạ vâng, em chào chị Tường. Em tên là gì? Em xin phép tự giới thiệu, em tên là Hồ Thanh Thiên. Wow. Năm nay em 35 tuổi, sinh ra và lớn lên tại thành phố Huế, vùng đất kinh thành cố đô xưa. Gia đình em hiện tại thì đang sống tại quận 12 thành phố Hồ Chí Minh. Còn em thì đang làm việc tại một công ty bất động sản ở quận Bình Tân. Rồi, chúng ta đồng hương nha. Dạ. Thế nha. Dạ. Rồi, điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Điểm mạnh của em, mọi người vẫn thường nhận xét em là một con người tử tế, chính trực, chu đáo, nhiệt tình và điềm đạm. Bên cạnh đó thì em cũng không có hút thuốc, không cà phê, không cờ bạc. Và em cũng có thể làm được hầu hết các công việc lớn nhỏ trong gia đình, như là sơn sửa nhà cửa, sửa chữa điện nước, đi chợ nấu ăn. Ngoài ra thì em còn có thể chơi được hầu hết các môn thể thao như là bóng đá, bóng chuyền. Hồi nãy em nói với chị lên đây không nhắc tới từ bóng mà. Dạ, rồi dạ. Em chơi banh, dạ. Dạ, đá banh, đánh banh bàn, bóng chuyền, banh rổ, dạ. Tại sao ngày hôm nay em mặc cái áo màu banh quá vậy? Cái áo nó hơi banh bảy. Dạ, banh cái này gọi là mặc dù trong cái đen nhưng mà nó vẫn tỏa sáng anh. Tiếp tục còn ưu điểm gì nữa? Có thể là tạm thời như vậy thôi chị. Em thấy em kể cũng hơi bị nhiều. Điểm yếu nè. Điểm yếu đầu tiên của em là em vừa già vừa xấu. Vừa già vừa xấu. Già lâu già. Cái này bởi vì những người bạn gái trước đây của em đều chê em vừa già vừa xấu. 35 tuổi thì vậy là cũng đúng rồi chứ già gì đâu. Bây giờ tới cô gái xinh đẹp ngồi cái ghế màu đỏ của tôi nè. Dạ, em xin gửi lời chào đến hai MC Cát Tường và MC Hứa Minh Đạt và hai bạn nam ngồi đối diện và các quý vị khán giả đang xem chương trình. Thì em tự giới thiệu, em tên là Nguyễn Thị Như Hảo. Em năm nay em 25 tuổi, em đang làm việc trong một công ty truyền thông. Hiện tại thì em đang sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Quê em thì ở Bến Tre. Chết rồi, hai đứa em ơi. Làm hai cô gái bên đây là cực phẩm giai nhân. Tôi con gái mà tôi nhìn tôi còn mê. Điểm đó. Mạnh điểm yếu của em là gì nè? Dạ, về điểm mạnh thì em là một người khá là vui vẻ, hòa đồng. Mặc dù cái nhìn đầu tiên của mọi người thường hay đánh giá em là thấy em hơi khó gần với lại hơi chảnh, nhưng mà thân thiết thì có thể là hơi lầy. Về điểm yếu thì em là một người hơi thẳng tính, đôi khi là làm cho người khác cảm thấy không hài lòng lắm. Trong giao tiếp em hơi, đôi khi em hơi bị cục xúc, hơi bị ngắn gọn quá. Rồi quay lại với em trai ngồi ở ghế xanh nè, giờ em giới thiệu nè. Cho em xin gửi lời chào đến chị Tường, anh Đạt, anh Thiên và hai bạn nữ cùng với tất cả các khán giả đang xem đài. Em tên là Dương Trường Lâm, năm nay em 28 tuổi. Hiện tại là công việc của em là nhân viên kinh doanh bên xe ô tô. Quê của em thì ở Cà Mau. Sau này mình định là lập nghiệp trên Sài Gòn luôn hay là sau này mình sẽ về quê? Em có dự định là em sẽ đi làm ở đây thêm tầm khoảng 3 đến 5 năm nữa. Vẫn muốn về quê lập nghiệp ở dưới quê mình đúng không? Gần cha gần mẹ phải không? Rồi, điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Điểm mạnh thì chắc có thể nói là em nhậu được. Nhân Cà Mau mà. Em biết nấu ăn, em cũng thích chơi thể thao. Điểm yếu thì em đông người thì em hơi gục gà xíu. Với lại nhát gái nè. Em giới thiệu về mình đi. Dạ, em chào hai MC, anh Hứa Minh Đạt và chị Cát Tường. Và hai bạn nam bên kia ạ. Em tên là Nguyễn Thị Thu Uyên, tên thường gọi em là Kha My. Quê em ở Cần Thơ. Hiện giờ em đang làm bên thẩm mỹ. Có cái tiệm thẩm mỹ nào chưa? Dạ có, em mở được 3 lần tiệm rồi. Là bây giờ là chủ 3 tiệm hay là mình mở một cái? Không ạ. Chứ sao? Dạ, làm dịch nên dẹp. Dạ đúng rồi. Mở ra gặp dịch rồi dẹp, dẹp rồi mở, gặp dịch lại dẹp. Đó vậy là mở 3 lần rồi. Rồi, điểm mạnh điểm yếu của em là gì nè? Dạ, điểm mạnh là em khéo tay, vui vẻ, hòa đồng. Em có thể thích nghi với mọi trường hợp. Ví dụ như đến cái môi trường nào em có thể hòa mình vào được cái môi trường đó. Điểm yếu của mình là gì nè? Dạ em hơi nóng tánh. Em có hay đi du lịch Cà Mau chưa? Dạ chưa, nhưng mà lần này sẽ có. Lần này sẽ có, hy vọng là vậy.
Bây giờ mình sẽ tìm hiểu sâu hơn một chút cho các bạn hiểu nhau. Mình sẽ đi vào tình duyên nha. Chị quay lại chàng trai ngồi ở ghế đỏ trước tiên. Em trải qua bao nhiêu mối tình rồi? Em thì có 3 mối tình gọi là ấn tượng và sâu đậm nhất. Mối tình đầu tiên thì quen nhau cũng được khoảng gần 1 năm. Cô ấy cũng là người mà em cảm thấy gọi là phù hợp nhất, cũng là cái người mà giúp cho em thay đổi rất là nhiều, từ ngoại hình cho tới một số cái thói quen. Nhưng mà tiếc cái là cô ấy gia đình theo đạo, cũng hơi khó để có thể thống nhất quan điểm với nhau. Mối tình thứ hai của em thì kéo dài được khoảng tầm 6 tháng. Thì cô gái này lại là người mà ngoan hiền và rất là lo lắng quan tâm chăm sóc cho em. Hơi tiếc cái là đúng cái thời điểm đó thì em một phần là còn vẫn còn tình cảm với cô thứ nhất. Thứ hai nữa là sau cái chuyện với cái cô thứ nhất như vậy thì có cái khoảng thời gian là em có suy nghĩ rằng là mình chỉ sống độc thân thôi chứ không có lập gia đình. Và tới bây giờ em cũng rất là áy náy và cảm rất lương tâm cái việc đó. Mối tình thứ ba thì cô này em cũng quen được khoảng 9 tháng. Tới lúc quen với cô thứ ba là đã quên hẳn cô thứ nhất chưa? Dạ rồi chị. Đối với cô thứ ba thì do là quen nhau trong năm 2021 thì trong đó hết khoảng nửa năm, 6 tháng lại bị dịch. Cho nên là mặc dù là ở thành phố nhưng mà cũng là gọi giống như yêu xa vậy đó. Bản thân em bây giờ tới giờ thì em cũng chưa hiểu rõ được là thực sự cái lý do của cô ấy chia tay là gì. Bởi vì cô ấy lại là người mà chủ động chia tay em. Và lại chọn đúng cái đợt mà hai đứa đi ăn sinh nhật của em luôn. Mà em hỏi lý do sao thì cô ấy chỉ nói rằng em cảm thấy là mình không còn tình cảm nữa thì em không muốn tiếp tục. Thì sau đó em cũng cố gắng bằng hết tấm lòng của mình và chân thành của mình để cố gắng giữ cô ấy lại. Nhưng mà cuối cùng thì cô ấy vẫn chốt lại là thứ nhất là em xin lỗi, thứ hai nữa là em cảm thấy mình không còn cảm xúc với anh nữa, và thứ ba nữa là em cũng đã có người mới rồi. Bây giờ em muốn tìm một người như thế nào? Trải qua 3 mối tình thì em cũng hiểu rằng là không có người phụ nữ nào hoàn hảo cả. Thì những cái mà em nói ra đây thì cũng chỉ là cái mong muốn của mình thôi, chứ không phải là một cái tiêu chí gọi là yêu cầu bắt buộc gì cả. Xét về ngoại hình thì em mong muốn cô ấy là một người có ngoại hình cân đối, dáng cao, da trắng, tóc dài, mắt long lanh, nụ cười rạng rỡ. Trời ơi, có hết nha. Đây bên đó là bao luôn. Hai cô ở bên có đủ những gì em nói luôn. Bên cạnh đó thì cô ấy còn toát ra một cái thần thái là tự tin, vui vẻ, năng động và lúc nào cũng tràn đầy cái năng lượng tích cực. Có luôn. Muốn gì nữa à? Dạ, về tính cách thì cô ấy là một người phụ nữ chung thủy, có sự sâu sắc, tinh tế, khôn khéo và hiếu kính với cha mẹ và có cái lòng nhân ái với mọi người, là một người siêng năng sạch sẽ. Dạ hết rồi. Ai cũng muốn vậy, riêng gì em đâu, đầy đủ công dung ngôn hạnh rồi. Rồi bên kia cô có bao nhiêu cuộc tình rồi hả cô gái? Dạ, về mối tình chính thức thì em có 3 mối tình. Dạ là một mối tình năm 18 tuổi, một mối tình năm đại học và một mối tình gần đây nhất. Tình đầu là quen được bao nhiêu lâu? Dạ khoảng gần 1 năm. Khi mà em lên đại học thì lúc đó là yêu xa nên là được một khoảng thời gian. Yêu xa, dạ. Khoảng thời gian không gặp nhau nhiều, dạ. Chia tay. Bây giờ mối tình thứ hai. Dạ, mối tình thứ hai là mối tình cũng gọi là lâu nhất, khoảng gần 2 năm. Khoảng thời gian học đại học thì trong vòng 2 năm đó thì cũng có những khoảng thời gian chia tay khá là nhiều và quay lại nhiều lần. Cái người đó là một người ở quê ở miền Trung mà em cảm thấy là suy nghĩ một cách hơi gia trưởng. Em là một người miền Tây nên là rất là thoải mái và tự nhiên ấy. Nên là em cảm thấy là không hợp nhau về quan điểm. Gần đây nhất bao nhiêu lâu gần đây nhất thì khoảng gần được 1 năm và chia tay cách đây khoảng được 8 tháng. Thì thời điểm chia tay thì cũng ngay thời điểm dịch như là bạn nam bên kia, mỗi người đều có những cái lo lắng riêng, những cái gọi là suy nghĩ riêng, những cái niềm riêng cái gì nên là không có chia sẻ được với nhau. Đến với chương trình này thì em nó lên mẫu người đàn ông như thế nào? Thường là em sẽ không có mẫu người lý tưởng. Em nhìn người đó em cảm thấy có ấn tượng là em sẽ tìm hiểu. Nhưng mà phải có cái gì đó mới ấn tượng chứ, ngoại hình là chàng trai nó như thế nào? Cao hơn em. Cao hơn em cao nhiêu? Gì để tôi hỏi cái coi nè, em cao mét mấy? Dạ em mét 75. 75, em mét mấy? Em cũng 75. Hai chàng trai 1m75 đều. Ngoại hình thì ưa nhìn một xíu thôi chứ cũng không cần quá xuất sắc hay là đẹp trai lắm. Tính tình sao? Dạ về tính tình thì là một người tử tế là được. Tới em nha, chàng trai ghế màu xanh nha. Tình trường em sao, mấy mối tình rồi? Dạ em thì trải qua 3 mối tình gọi là đáng nhớ. Thì mối tình gần nhất thì em quen cũng được 6 tháng. Em với bạn làm chung. Cái đợt tết mà năm
2021 á, cái bạn kêu chia tay. Tại vì bạn có giải thích đó là bạn muốn dừng lại là để bạn lên Sài Gòn bạn học. Tại vì lúc đó em làm với Long An mà. Còn lý do bên trong nữa hay không thì em cũng không có rõ. Nói chung là em cũng có níu kéo á. Bạn nó rất là thẳng thắn, bạn rất là dứt khoát. Em về khóc rồi 3-4 ngày trời. Trời ơi, thấy thương ghê. Chắc nhậu dữ lắm hen. Đúng rồi, em nhậu giống một tháng liên tục. Nhưng mà khóc là khóc một mình hay khóc với mấy thằng bạn? Lúc đó em về phòng em khóc ướt gối hết trơn. Rồi sau khi chia tay là có còn liên hệ gì nữa không? Sau những cái ngày khóc đó rồi làm sao để hết khóc? Em nghĩ làm đó. Sao vậy? Em lên Sài Gòn ăn làm. Nói chung là làm ở đó thì đi ra đi vô. Nhớ bạn gái. Nó có nhiều cái chỗ mà mình thấy nhớ đó, kỷ niệm. Em là người rất là ủy mị và cũng rất là lụy tình phải không? Sống rất tình cảm phải không? Một lần quen lần khó mà chị. Vậy bây giờ ra lại mối tình trước nữa. Dạ, mối tình thứ hai là lúc đó em sinh viên năm 3 rồi. Quen một bạn học ở Đại học Cần Thơ. Là khúc này em ở Cần Thơ. Dạ đúng rồi. Trời ơi, mối tình cuối là ở Long An, mối tình giữa là ở Cần Thơ. Có hôm đó bạn ấy bạn bệnh thì em cứ suy nghĩ bình thường thôi. Bệnh thì mình mua thuốc, mua cháo về mình cho bạn ấy ăn rồi bạn ấy ngủ. Thì em thấy bạn ấy ngủ rồi em ra em đóng cửa, em khóa cửa trọ, em đi ra quán cà phê em uống cà phê. Tại lúc đó em mê game á. Bạn bè với mấy anh em rủ ra uống cà phê rồi chơi game. Chắc bạn ấy giận, bạn không hài lòng nữa cho nên bạn muốn dừng lại. Cái mối tình đó thì em cũng khóc được cũng dữ lắm á. Có bỏ học luôn không? Không chị. Tại em bữa bỏ làm, bây giờ khóc quá bỏ học. Em nhắm một đời em muốn khóc mấy lần nữa. Gắng lần này nữa chắc khóc cái kiểu mà khóc trong sự hạnh phúc á chị. Được. Rồi, bây giờ em muốn tìm một người bạn gái như thế nào? Em cũng không có yêu cầu nhiều về ngoại hình. Chỉ cần mặt bạn ấy ưa nhìn ấy. Với lại em muốn bạn ấy là tinh tế. Thêm một cái nữa là lịch sự, lễ phép, là gặp người lớn. Như đó thôi chứ em cũng không có yêu cầu gì nhiều. Rồi vậy là quá đơn giản. Được rồi. Cô gái đến từ Cần Thơ. Dạ. Em có bao nhiêu mối tình rồi? Dạ em có 2 mối tình ạ. Mối tình thứ nhất là em quen người Bắc, gia đình của người đó thì vào Nam để sinh sống. Nhưng mà trước khi vào Nam á, là mẹ người đó đã không thích gái người Nam. Xong rồi người đó cũng cãi gia đình nguyên được 2 năm mấy. Sau đó nhà người đó thì chỉ có một hình con trai thôi, nên là ba mẹ bắt lấy vợ. Còn người mẹ thì bị bệnh nên là cứ hăm vợ, kiểu là nếu mà không lấy vợ sanh cháu thì chết không nhắm mắt cái kiểu. Nên là bạn trai đầu của em á quyết định là nghe lời mẹ lấy vô Bắc. Mối tình thứ hai sao? Dạ số em là sao? Sao nữa em? Trời ơi. Em lại là người Bắc nữa. Nhưng mà lần này là môn đăng hộ đối. Tại vì anh đó nhà giàu quá hay là? Dạ kiểu người ta vừa giàu mà vừa có gia thế, chênh lệch quá nhiều. Thì hồi đó ngoài Bắc em ở trong này. Anh ở ngoài Bắc sao anh quen em trong này? Anh đó là Việt Kiều Úc. Tình cờ thì qua bạn bè anh đó, lúc anh đó về nước đó, thì có gặp em. Dạ thì hai đứa quen nhau. Anh lấy vợ chưa? Dạ mối tình thứ nhất đó, thì em còn biết. Còn mối tình hai á, cuộc đời em nó éo le lắm anh. Sao? Em hai người đang yêu nhau á, nhưng mà ba anh đó giới thiệu bạn gái để quen. Môn đăng hộ đối. Dạ, lúc đó là ảnh vẫn giấu em, nhưng mà kiểu như linh cảm á, em cảm thấy cái cuộc gọi nó ít đi dần và cảm thấy cái lời nói nó khác thường ngày. Em mới nghi, xong rồi em mới hỏi thẳng á, ý là anh đã có người khác hay sao, hay là như thế nào thì cứ nói thẳng để giải quyết, chứ em không thích mà dây dưa kiểu như vậy. Em hỏi miết người đó cũng thừa nhận, nhưng mà em không biết tại sao em lại là người thứ ba nữa. Cái chị đó lại ghen ngược với em, nửa đêm gọi em rồi bắt anh đó phải chọn á, bây giờ là chọn chị đó gia đình hay là chọn em. Tóm lại chia tay em thấy em đã buồn rồi, nhưng mà em còn bị như vậy nữa. Bây giờ dứt chưa? Bây giờ dứt hết chưa? Dạ mối tình đó được một năm mấy à. Dạ không còn liên lạc gì nữa phải dạ, không? Dạ đúng rồi. Thật em... ra đôi lúc không phải vì tình yêu đâu, đừng có nghĩ rằng đó là tình yêu. Tại vì tình yêu là phải từ hai phía. Cái điều mà em mỗi lần em nghĩ tới, em muốn khóc, em bực bội, em ở mức trong người đó là em không phục. Em không phục là tại sao em lại bị người ta bỏ rơi. Em không phục là tại sao tự nhiên mình là cái người tới đầu, mình thành người tới cuối. Nên em tức. Chứ bây giờ có cho người đó quay lại em cũng không có thèm đâu. Cho nên là em đừng có nghĩ rằng đó là em yêu cái người đó, không có đâu. Em hãy thương bản thân mình lên, tự tin lên đẹp. Trời ơi mới có nhiêu đó mà em nói sao đời em éo le. Nhưng mà lần này em không muốn gặp người Bắc nữa. Thì không muốn gặp người Bắc nữa thì em chơi với Cà Mau cho chị. Em thấy anh đó cái quan điểm, cái mẫu người á, em đều có hết. Nhưng mà em có ngại làm vậy ơi. Dạ không, mẹ chồng á mà thương em thì em sẽ hương như mẹ ruột. Hay quá. Em rất là...
có cơ hội rồi, có cơ hội rồi hai bạn ơi. Rồi bây giờ nói mẫu hình đàn ông lý tưởng của em đây nè. Em chỉ cần ưa nhìn là được, em không cần đẹp trai, em không thích sáu múi. Rồi, ở đây ai cũng bụng bia hết trơn, em khỏi lo, không có sáu múi đâu. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ hỏi ý kiến người thân nè. Chào cô ạ. Trước hết là tôi xin chào ông Mai bà Mối. Dạ, chào cô. Tôi xin giới thiệu là tôi là mẹ của Hồ Thanh Thiên. Hai em thì đều là coi như là có những cá tính riêng, cô nào cũng đẹp hết. Dạ, nhưng mà bản thân cô là người mẹ, cô ngồi ở dưới, cô cũng hiểu cá tính của con trai của mình. Thì theo như cô từ nãy giờ cái sơ bộ bên ngoài thì cô cảm thấy là cái cô ngồi ở ghế màu xanh với cô ngồi ghế màu đỏ thì cô nào có vẻ sẽ phù hợp với tính cách của con trai mình hơn ạ? Theo như chương trình đặc đệ thì coi như tôi thấy đó là cũng phù hợp. Đó coi như là ghế đỏ với ghế đỏ và ghế xanh với ghế xanh thì cũng là phù hợp. Rồi, cảm ơn cô. Rồi mời em trai đẹp trai, em đi với ai đây? Cho em xin gửi lời chào tới chị Cát Tường và anh Hứa Minh Đạt và tất cả mọi người đang theo dõi chương trình Ghép Đôi Thần Tốc. Em là đồng nghiệp của chị Như Hảo. Dạ, theo như em xung quan sát nãy giờ thì em thấy anh ghế đỏ có vẻ có sẽ hợp với chị của em hơn. Tại chị của em trong công việc là một người rất là chỉnh chu và có trách nhiệm. Còn một khi đã chơi là chơi tới bến và tới nóc luôn. Cho nên là mà nếu mà thân thiết thì có hơi chút lầy lội. Nên là em thấy cái tính tình điềm đạm và chững chạc của anh có thể bù trừ được với chị của em. Cảm ơn các bạn. Hay quá. Thôi chần chờ gì nữa. Bây giờ chúng ta sẽ Mở cửa trái tim. Sao hai chàng trai của tôi thấy nãy giờ chị Tường với anh Đạt nói có cái gì quá lố không? Dạ, toàn là cực phẩm. Toàn là cực phẩm không phải không? Cảm xúc đầu tiên của em như thế nào khi nhìn thấy hai cô gái bên kia? Dạ, đầu tiên là khớp á, đẹp quá cho nên là cũng khớp á chị. Chắc để nhường cho Lâm ý kiến nữa chị. Ủa gì kỳ vậy? Mình cứ nói trước đi. Khớp. Dạ thì đang khớp á chị. Sao? Khớp. Chuyến này nhắm coi có bỏ việc hay bỏ quê, bỏ nhà viết thơ cho ba mẹ gì nữa không? Thì nãy em cũng nói từ đầu em cũng nhắc gái á, mở ra hai mặt đẹp của em cũng hơi ngọt. Thì thôi cho phép tụi em tặng quà đi. Thôi em tặng đi, rồi. Có hai món quà tặng hai bạn nữ, anh xin phép gửi cho bạn trước ha. Này. Rồi. Còn cái này thì anh gửi cho Hảo ha. Wow, có một cái cuốn sách gì ạ? Dạ, đàn ông sao hỏa, đàn bà sao kim. Hai cuốn sách là giống nhau phải không? Ý, có chữ thân chúc em sớm tìm được một nửa tâm đầu ý hợp và sẽ luôn đong đầy hạnh phúc, trọn vẹn yêu thương ạ. Đó, hồi. Rồi bên kia có chữ không? Không luôn. Trang luôn. À, y chang. Thân chúc em. Hai cuốn sách y chang nhưng mà cái này hoa hồng là khác à. Cái này là có thể giải thích ý nghĩa không ạ? Cái bông hoa hồng bức tự đó thì em tặng riêng cho Hảo thì cũng có ý nghĩa là hoa hồng thì nó tượng trưng cho một cái vẻ đẹp rồi, và phụ nữ thì luôn luôn xinh đẹp, nhưng mà ở đây đặc biệt thì nó là một bông hoa hồng bức tử, và cũng ý nghĩa là coi như là vẻ đẹp của bạn sẽ luôn luôn xinh đẹp như vậy. Rồi bây giờ cho tôi hỏi nè. Dạ. Hoa hồng này tặng cho bạn Hảo là vì do chương trình sắp em với bạn Hảo ngồi cùng ghế màu đỏ, hay em tặng cái bông hồng cho bạn Hảo là vì em nghe lời tư vấn của mẹ, hay em tặng cái bông hồng cho bạn Hảo là tại vì mở cửa trái tim ra thì em thấy em rộn ràng hơn khi nhìn bạn Hảo? Dạ, ở đây thì đầu tiên hết là đó là xuất phát từ cảm xúc của em, là khi em mở cửa ra thì em có ấn tượng hơn và đối với bạn Hảo hơn, cho nên đó là em lựa chọn tặng riêng cho bạn Hảo thêm cái bông hồng. Rồi, tất nhiên mình rồi em ơi, cố lên em ơi. Em tặng cho bạn với ý nghĩa là nếu mà... sau này á, hai người có cơ hội quen nhau, cái ý nghĩa của cây dù này á, là muốn những cái lúc mà không có anh ở bên cạnh thì cây dù này nó sẽ thay thế anh là che chở cho em những lúc nắng mưa. Mở dù ra đứng che cho chị. Trời ơi, dễ thương quá, cặp này đẹp đôi quá. Bây giờ tới phiên nhận xét của hai cô gái đi nào. Hảo, nói trước đi, cảm xúc của tụi em như thế nào khi mở cửa trái tim này ra và thấy hai chàng trai này? Nãy giờ em có chăm chú lắng nghe bạn ghế đỏ hơn. Về ngoại hình thì em thấy cũng tạm ổn. Thế em? Thì nãy giờ em cũng nghe hai bạn bên kia nói chuyện á, thì em thấy cái yêu cầu và quan điểm em thấy hợp với anh ghế xanh hơn. Nói chung là những cảm xúc đầu tiên là có vẻ là hơi tốt. Có tiết mục văn nghệ gì không? Văn nghệ cho nó vui đi. Trời. Giọng nói hay thế nào cũng hát hay à? Dạ không, em hát không hay lắm đâu chị. Nhưng mà ở đây để góp vui chương trình thôi. Rồi. Có cái phần em hát ngắn thôi chị ha. Ngắn thôi. Dạ. Vì ngày em đến là ngày tuyết rơi mùa hè, bầu trời lấp lánh
như cánh hoa như sao tỏa bay. Và dù anh có trẻ lại, vẫn nguyên lời thề, vì màu nở trắng em cài là hoa tuyết không tàn. Dạ, em xin hết. Sao cưng, ổn không? Để mình thể hiện nè. Mau có gì vui thể hiện đi cưng. Hồi nãy em có nói là em hơi ngại trước đám đông á, cho nên là có ai cho em mượn điện thoại em cầm em lấy điểm tựa em mới hát được đó chị. Trời đất ơi. Em xin tặng cho hai bạn nữ một bài hát. Không, em tặng, em nói lộn, em xin tặng cho em tặng cho bạn bạn Khâm My một bài hát là Ít Nhưng Bền Lâu. Mai này chàng giấy trắng, nhật ký anh lưu sao đầy những thói quen em mỗi ngày. Hay hờn ghen giận dỗi chèn lối đi trên đường về, khi em rất say anh ngồi đây. Ghi điều anh sơ nhớt, lạc mất em nơi đông người, quen nắm tay em mất rồi. Ghi điều anh thắc mắc, câu hỏi yêu em thế nào. Anh yêu ít thôi nhưng dài lâu. Nhưng em bỏ anh là anh sẽ khóc nhiều, đúng không? Thường thì tôi thấy những cặp khác có thể là mở cửa ra thì đôi lúc chưa còn hoang mang, chưa biết chọn ai. Còn đằng này là mở cửa ra thì thấy hai bạn nam đã tập trung vô một cái đối tượng nhất định. Và ngược lại hai bạn nữ thì cũng có vẻ cũng có một cái thiện cảm nhất định với một cái đối tượng. Và tôi muốn bây giờ mình chia cặp luôn. Hai cặp sẽ tự trò chuyện với nhau chủ đề tự do để các bạn có thể hiểu rõ được nhau nhiều hơn. Rồi nha. Dạ. Rồi bây giờ sao ưu tiên cho cặp đỏ trước ha. Mời hai em cứ thoải mái. Anh xin phép chủ động trước ha. Trong mối quan hệ thì chắc chắn có những thời điểm sẽ phát sinh là em sẽ có ghen, đúng không? Thì những lúc em ghen thì em sẽ cư xử hành động như thế nào? Em tự cảm thấy mình sẽ không gọi là thường xuyên ghen một cách vô cớ. Khi nào mà có dấu hiệu thì em sẽ hỏi thẳng à. Rồi những lúc mà em stress hoặc là buồn phiền hoặc là giận dỗi gì đó, những lúc mà tâm trạng mình đang như vậy á, thì em thường làm gì? Những lúc mà thường stress trong công việc thì em sẽ tìm một người nào đó để nói chuyện, để chia sẻ, hoặc là hẹn đi cà phê với bạn, với bạn bè. Nhưng mà nếu như có anh bên cạnh rồi thì em sẽ làm gì? Trong khi mà em đang trong một mối quan hệ thì những lúc như vậy em cần một cái người gọi là điềm tĩnh và có thể chia sẻ được. Ví dụ mình đang trong tâm trạng thì cái đối phương của mình phải vui vẻ thì mới mang lại cái năng lượng tích cực để làm mình vui theo. Để cho người ta hỏi với đi hỏi hoài vậy. Hỏi lại đi cưng. Em muốn hỏi anh là khi mà trong một mối quan hệ mà về gia đình á, thì anh có muốn người phụ nữ của mình hoàn toàn gọi là một người phụ nữ mà về nhà chỉ lo chăm lo chuyện gia đình không, hay là vừa phải đi làm vừa phải ở nhà? Anh muốn người phụ nữ của anh á, khi mà ra đường á là mạnh mẽ bản lĩnh như con hổ, nhưng mà khi về với anh rồi á thì như con mèo. Lúc nào còn như vậy nè. Mèo thì mèo. Ví dụ như là cũng có con hổ và con mèo, nhưng mà ra đường thì như một con mèo, nhưng về nhà như một con hổ thì sao ạ? Cái này anh từ kinh nghiệm của anh hay sao anh? Tiêu chí anh mới đầu cũng là vậy đó, là ra đường như một con hổ nhưng về nhà như một con mèo. Nhưng mà khi anh cưới vợ về rồi thì cũng có con hổ và con mèo, nhưng mà lúc nào thể hiện nó thể hiện. Dạ, cái này chắc em xin phép học hỏi kinh nghiệm của anh Đạt á, thì chắc anh chia sẻ, bởi vì em thấy anh hiện tại đang rất là viên mãn, một vợ hai con rất là hạnh phúc, có thể đối với anh thì lúc ra ngoài đường vợ anh như một con hổ, về nhà thành một con hổ dữ hơn. Về nhà thành một con hổ dữ hơn. Nên em yên tâm đi. Khi mà em nghe nói là anh quê ở Huế á, thì em cảm thấy một chút lo lắng. Tại vì em thấy là người Huế thường rất là khuôn mẫu, khuôn phép, hơi khó. Em sợ bản thân mình sẽ không thích nghi được. Nên là không biết anh có khó hay là gia trưởng không? Anh cũng làm rõ cái này chút, bởi vì là gia trưởng thì có thể nó thiên về cái phần nào đó hơi độc đoán, còn anh thì nó thuộc về cái sự quyết đoán chứ không phải là độc đoán. Mà là một người đàn ông trụ cột trong gia đình á, thì cũng cần cái sự mạnh mẽ đó.
Chứ còn là nếu mà gọi là độc đoán áp đặt phụ nữ thì là không. Cho nên là em yên tâm về cái sự gia trưởng đó thì anh không có. Nhưng mà sự mạnh mẽ và quyết đoán là có. Rồi đủ rồi. Rồi tới cặp kia. Cái cặp màu xanh người ta nôn nóng quá rồi. Cười hoài hả, không biết cười gì nữa. Thì hiện tại em lên đây em ở làm việc ở đâu, là ở quận mấy á? Dạ Tân Bình. Tân Bình cũng gần. Dạ. Em làm việc ở Thủ Đức. Em thấy nó cũng gần đó. Khoảng cách trái tim người ta thấy gần rồi. Dạ anh nói gần là gần. Cho anh hỏi một cái nữa là nếu mà hai người có quen nhau á thì sau này anh có chọc cho em tức á, nhay á thì em có giận anh không? Tại cái tính anh hay là chọc cho tới lắm. Dạ không, em không có giận đâu, em đập anh luôn à. Em thấy vô rồi đó. Em muốn hỏi lại gì anh không em? Anh hết rồi đó, anh câu chốt anh là anh thấy vô rồi đó thôi. Em muốn hỏi anh là anh nghĩ sao về con người hơi bựa xíu à? Thì bựa với nhây nó cũng giống nhau. À, bản tánh em á thì vui vẻ hòa đồng lắm. Thì kiểu như trong tim đi chơi em là cây hài trong tim vậy á. Nhiều khi anh thấy em bựa quá nên em hỏi trước à. Giống em à. À rồi. Bên nhây bên bựa hợp quá trời. Anh nói là nếu mà quen á, nếu mà đến với nhau á thì về làm dâu đúng không ạ? Về phụng dưỡng mẹ. Kiến thôi, dự định. Thấy chưa, nó lập kèo liền, thấy chưa? Thấy gái đẹp nó lập kèo liền, nghe lời chị Tường liền. Thì nói chung á thì hiện tại em 28 tuổi thì em cũng đang có dự định là trong khoảng là 30 đến 35 thì em sẽ lập gia đình. Từ đây tới thời điểm đó em làm khi nào đủ tiền thì em cưới thôi. Được thì về quê cũng được, không thì em về Cần Thơ em làm cũng được. Nói chung cái nghề của em giờ đi đâu em xin cũng được hết. Thấy chưa, em thấy chưa, bắt rể về Cần Thơ luôn được không? Dạ hỏi ảnh nè, có chịu về làm rể không ạ? Về làm rể Cần Thơ được không? Lụm luôn vậy, lụm luôn vậy. Lụm luôn. Trời ơi. Ví dụ như em chấm về cái gương mặt đó thì được bao nhiêu điểm à? Thang điểm trên trăm. Thang điểm trên trăm chấm nhiều. Mời em đứng qua bên bển sát bên cổ. Đứng lên, hai đứa đứng lên nắm tay nhau đi. Nhìn cho kỹ vô. Tư vấn sắc đẹp cho chị. Trăm điểm là chấm được nhiêu? Nói đi em. Nhiều. Thang điểm 100 hả? À, dạ 90 ạ. Trời ơi, trời 90 ơi. Rồi mời em bước qua. Xin phép được nắm tay bạn gái nói một câu cuối đi. Trước khi mình về quyết định bấm nút hẹn hò hay không. Hẹn hò muốn gì đó làm đi. Tại em rất là ấm. Có thể nhìn thẳng mắt anh không? Em nghĩ sao về cái việc mà nếu mình là bị làm dâu? Dạ em thấy việc đó thì cũng bình thường thôi. Nhưng mà em chỉ lo lắng một điều là về quan điểm sống và cái môi trường sống của mình từ hồi bé đến lớn này. Em sợ là sẽ không thích nghi được, không hòa hợp được. Nên là em hơi lo lắng. Anh nghĩ cái đó thì mình có thể là thời gian tìm hiểu kỹ hơn. Chứ còn giờ ví dụ anh nói thì em cũng sẽ vẫn còn nhiều cái lo lắng bởi vì chưa biết thực tế như thế nào. Rồi, cảm ơn em. Bây giờ thì tới đến thời khắc quan trọng rồi. Mời các bạn đặt tay vào nút bấm. Các bạn thân mến của chúng tôi, hãy hướng mặt ra trước, nhắm mắt lại và lắng nghe tiếng nói của con tim mình. Đây là khoảnh khắc quyết định. Sau 5 tiếng đếm của Hứa Minh Đạt, các bạn phải đưa ra quyết định của mình. 5 4 3 2 1 Nếu mà sau này á hai người có cơ hội quen nhau, cái ý nghĩa của cây dù này á là muốn những cái lúc mà không có anh ở bên cạnh thì cây dù này nó sẽ thay thế anh là che chở cho em những lúc nắng mưa. Em chỉ lo lắng một điều là về quan điểm sống và cái môi trường sống của mình từ hồi bé đến lớn thì em sợ là sẽ không thích nghi được, không hòa hợp được. Nên là em hơi lo lắng. Anh nghĩ cái đó thì mình có thể là thời gian tìm hiểu kỹ hơn. Thì nãy giờ em cũng nghe hai bạn bên kia nói chuyện á, thì em thấy cái yêu cầu và quan điểm em thấy hợp với anh ghế xanh hơn. Và bấm à. Tên tên tên. Chúng ta có một cặp. Có một cặp màu xanh. Có nghi nghi em gái vẫn còn đang lo lắng một cái điều gì đó. Tại sao em không bấm được? Dạ em nghĩ là em cần thời gian để tìm hiểu thêm về những cái mà em đang lo lắng à.
chứ em hiện tại em chưa đủ để quyết định. Chị hiểu được cái cảm xúc của em và chị cũng nghĩ là em không có bấm nhưng mà chị vẫn hy vọng. Em cũng có cảm giác như chị. Ừ, nhưng mà em vẫn bấm. Dạ đúng rồi, bởi vì lúc nãy em cũng có nói với bạn á, giờ mà em có nói gì thì cũng rất khó thuyết phục bạn đúng. Cho nên em cũng nói bạn là chúng ta cần cho nhau cơ hội để có đúng. Thời gian và để bạn có biết thêm thông tin. Nói chung là em cũng đã làm hết sức rồi, nhưng mà nói chung mình cũng phải trân trọng cái cảm xúc của cái suy nghĩ của cô ấy thôi. Rồi cảm ơn các bạn. Rồi mời cái cặp đôi này ra chính giữa. Trước tiên á thì Tường xin thay mặt cho chương trình cảm ơn hai bạn đứng hai bên. Mặc dù hôm nay mình chưa có cái duyên đó, nhưng mà chị hy vọng rằng là trong niềm vui của tụi em sẽ gặp gỡ được nhiều cái cơ hội, sẽ có nhiều cái sự vui vẻ, bình an trong cuộc sống và tình yêu nó sẽ đến một cách nhẹ nhàng với mình. Cảm ơn hai em đã đến với chương trình nha. Còn cặp đôi này, chúng ta hãy dành cho nhau một lời nói, một cái cử chỉ hành động gì nó lãng mạn nè, kỷ niệm ngày hôm nay chúng ta gặp mặt nè. Mong là qua chương trình này anh và em sẽ có thêm nhiều cơ hội để tìm hiểu. Nếu mà mình cảm thấy mình hợp nhau và mình cho nhau một cơ hội thì anh muốn cùng em đi xa hơn trên con đường tình yêu này. Hãy xin phép hung một cái đi. Cho anh xin phép được hung một cái ha. Chắc hung môi quá. Không. Trời cổ lớn. Trời ơi, cái lớn quá. Cổ lớn quá vậy. Tình cũ chắc hung cái gì đó nó nhẹ nhẹ trước đi. Thì cho em xin phép em hung má. Giờ về chuẩn bị hành lý đi, rồi cuốn gói qua nhà cô ở luôn nha không? Dạ.